Anh em người Nhật đang cần xem cái thông tin của hai anh em người Việt, hai anh em thực tập sinh hôm nay mới sang đây các bạn ạ. Có cái phiếu để anh quay thông tin vào cho các anh em xem với. Đây có đồng chí Son Hymin vừa chuyển từ Hàn Quốc sang rồi. Free wifi vậy? Free kìa. Son Hymin rồi. Mình sẽ tranh thủ đi vào trong này để quay cái khung cảnh cho anh em xem phát đã. Đây là cái cảnh bàn tiệc của công ty hôm nay. Đây có bài sẵn tên của ai ngồi dầm nào rồi. Cộng với tên kia có cái biển chào đón welcome free cực luôn. Chào các anh em mới đến. ご報告させていただきます。ありがとうございました。 また本日は今月の 24日 から仲間入りいたしますベトナムからの実習生 2名 の歓迎会も兼ねております。後ほど紹介の時間もございますので、よろしくお願いいたします。それでは乾杯のご発声を工藤常務にお願いしたいと思います。 活躍とご健康を記念しまして、これ高らかに乾杯したいと思います。それでは乾杯。乾杯。ありがとうございました。 là sau khi uống cũng phê phê rồi các bạn, anh em đang còn đi chúc nhau té le, thì các anh em Nhật cũng như các anh em Việt Nam thì cũng bên này nó có khác chút là anh em Nhật thì đi chúc thì chỉ là ông chúc cầm chai chúc thôi, còn ông uống thì phải uống. Việt Nam mình nó khác một chút là mẹ uống chúc phát là anh em cùng uống, bên này nó hơi khác một chút. Anh em bây giờ cũng các bác cũng các anh cũng lên tê phê rồi thì giờ thay nhau chúc thôi.21日に日本に入国してですね、ことになります。はい。それから私の左、ブランデンソン、この子はですね、まあ19歳、まあもちろんって言っちゃおかしいですけど独身ですので、はい。今ですね、今その形成会でちょっとまあ日本語の勉強とかやってますので。 多少の日本の日常会話程度の日本語は喋れるということなんで、これからちょっと自己紹介してもらおうかなと思っています。自分で。じゃあ自己紹介。皆さん、この前。 こんばんは。こんばんは。私は41歳です。これからお世話になります。3年間頑張ります。どうぞ、よろしくお願いします。皆さん、こんばんは。こんばんは。
Vâng, ソン君はですね、まだちょっと赤いこともあるかもしれないですけど、ちょっと照れ屋さんですので、皆さんあまり構わないで、からからないで、温かく見守って育てていければなと思います。この2人はもう先輩のズンとデュックとクイがいますので、よく面倒見てくれると思いますので、来月、来月、すいません、今月24日からですけど、皆さんよろしくお願いします。 Sau đây là đến phần bốc thăm trúng thưởng các bạn ạ. Anh em giờ bác quản lý nhà máy sẽ tuyên bố lý do. Hôm nay sau khi buổi tiệc chia tay thì buổi tiệc liên hoan thì sẽ có một cái buổi bốc thăm trúng thưởng. Số 5 này. Người Việt Nam đã người được bốc được đã trúng bốc thăm rồi. Tiếp theo có đến lượt mình không? Xin rồi. Xin nào, go. Xin go. Ê, dạ mẹ. Xin go. Vâng, đây, quay lại nào. Mình bốc. Go. Lại go bằng. Lại go. Go bằng. Nan. Osake. À, đó các bạn ạ. そういうのが出てきたんだ。ええ。4週。で、あの、お酒。お酒じゃない。聞いてなかった。書いてみて。わかんない。中身はね、これ。ああ。僕もボードで冰凍冷凍のがある。 F2 hôm nay lại là bạn mình ơi, đây bạn mình được nhận 3 người có quà rồi. Đây. Ông em bên cạnh mình cũng được một cái này, mình được một cái này. Bây giờ là đồng chí à, anh bên kia cũng được một cái nữa. Đồng chí này cũng được một cái. 4 cái. Thế là bàn này được 4 cái rồi. Đi mas. N6. Đây là
Số này tú. N6. Còn hai số thằng bé đâu? Số đâu? Số đâu? Ý. Chị này nhân viên mới hôm nay vừa để công ty nhận quà luôn được. Đấy, hôm nay vừa tới công ty nhận quà luôn. Bút chỉ, hôm nay là ba anh em Việt Nam được quà rồi. Ê. Thế là ba anh em Việt Nam có quà rồi. Lượt ra lại luôn. Thế là Việt Nam bộ anh em được qua luôn. Đây là chất. Đứng ra chụp ảnh nào, đứng ra chụp ảnh nào. Như vậy là bàn của mình có 7 người thì có 5 người trúng quà các bạn ạ. Đây. 1, 2 này. 3 này. 4 này, cái tờ phiếu góc kia này. Đấy. Đấy, 4 này. Còn ông kia lại là 5. Đây là bàn có 7 người thì 5 người được nhận quà. Có tuyệt vời. Đấy, đây kiểu bắt tay uống rượu của Việt Nam uống xong bắt tay. Đây là bác giám đốc công ty cũ lên bác giám đốc trước của công ty lên tuyên bố tự do. Kết thúc buổi lễ các bạn ạ. Rồi xin mình chấm dứt video đây, là kết thúc cuộc lễ đây các bạn ạ. Mình xin chấm dứt video đây.